về nó xá xà về, nó sẽ trả tu cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tấn dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Alo, sư Tượng Vũ thay bài học cho quý vị nghe âm thanh vừa phải ha, lớn hay nhỏ nha. Vừa ha, rồi xa thú xa thú. Sinh hoạt ở đây cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề âm thanh mà khi mà âm thanh của chúng ta nghe được, cầm mic nói chuyện được, đó là một sự thành công. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Bát ma đằng ấp bát ma đề na, bát ma đằng ấp bát ma đề na, bát ma đằng ấp bát ma đề na. Đó là câu thứ nhất. Câu số 2. Ya đà nu đa ti bần đi tô, ya đà nu đa ti bần đi tô, ya đà nu đi bần đi tô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ba ma đằng ấp ba ma đề na ya đà nu đa ti bần đi tô, ba ma đằng ấp ba ma đề na ya đà nu đa ti bần đi tô, ba ma đằng ấp ba ma đề na ya đà nu đa ti bần đi tô. Bây giờ câu ba câu bốn. Bần nhà bà sa đa ma rui ha, bần nhà bà sa đa ma rui ha, bần nhà bà sa đa ma rui ha. Câu số bốn. A so ko so ki nin ba chăng, a so ko so ki nin ba chăng, a so ko so ki nin ba chăng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu ba câu bốn. Bần nhà ba sa đa ma rui ha, a so ko so ki nin ba chăng, bần nhà bà sa đa ma rui ha, a so ko so ki nin ba chăng, bần nhà bà sa ba ma rui ha, a so ko so ki nin ba chăng. Rồi còn hai câu cuối. Bắp ba ta thô quá phùm mắt thề, bắp ba ta thô phùm mắt thề, bắp ba ta thô quá phùm mắt thề. Và câu cuối. Thì rô ba lê a quê khá tí, thì rô ba lê a quê khá tí, thì rô ba lê a quê khá tí. Rồi ôn lại câu 5 và câu 6. Bắp ba ta thô quá phùm mắt thề, thì rô ba lê a quê khá tí, bắp ba ta thô quá phùm mắt thề, thì rô ba lê a quê khá tí, bắp ba ta thô quá phùm mắt thề, thì rô ba lê a quê khá tí. Trong cái vấn đề trường âm và đoạn âm, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Alo, quý vị thấy rắc rối là cứ thắc mắc là hỏi liền tại sao, tại sao. Chính cái tại sao đó làm cho chúng ta coi như sáng tỏ hơn, không có nghi ngờ. Rồi xin mời Sức Kim. Con chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con có mắc cái câu số 3 đấy sư, cái chữ ma ri ha. Như vậy cái chữ chữ cuối đó ri ha, sư đọc là ri ha chứ không phải là ri giá ha sư. Nó đó là chữ icarus, chữ hát nó liền thành chữ ve đó, ri ha. Trên sư đọc là ri, con tưởng là đọc là ri giá chứ mà sư đọc là ri ha.
đúng không sư? Con nghĩ vậy đó. Con xin cảm ơn sư, trả máy lại cho sư ạ. À. Sa thủ sa thủ sĩ kiềm, đây là một trường âm nhắn. Banh nhà ba sa đa ma rui ha, banh nhà ba sa đa ma rui ha, chữ rui ha. Thì đây là một trường âm nhắn rui ha, chứ không phải rui đá ha, chữ h ở sau. Cho nên chúng ta đọc là rui hát kéo dài. Đúng rồi, trong câu này chỉ có một cái từ đó là thấy rắc rối ha. Nhưng mà hỏi vậy là rất thực tế, để cho chúng ta biết rằng chỗ này là một trường âm nhấn kéo dài. Chứ chỗ này không có đọc nhanh được ha. Rồi, như vậy thì trường âm và đoạn âm, quý vị thắc mắc cái từ này chính xác rồi. Cái gì vậy, có thưởng không ạ? Chắc là có. Đây đâu có đi bắt lương được đâu, nếu mà có lương bắt được cũng thưởng cho cái là thưởng ăn cháo lương liền ấy chứ. Nhưng mà bây giờ sao bắt lương được, thôi thông cảm. Đây, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Trước tiên là chúng ta đọc theo trường âm và đọc theo cái giọng kinh ha, rồi sau đó mới giọng kệ. Ba ma đằng ấp ba ma đề na da đà nu đất ti ban đi tô ban nhà ba sa đa ma huy a so cô so ki nền bất chân bắp 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 tát thô quá phùng mất thề thi rô ba lê á quế khát tị. Ba ma đằng ấp ba ma đề na da đà nu đất ti ban đi tô ban nhà ba sa đa ma rui a so cô so ki nền bất chân bắp bát tát thù quá phùng mắt thề thì rồ ba lê á quế kha ti. Ba ma đằng ấp ba ma đề na da đà nu đất ti ban đi tô ban nhà ba sa đa ma rui a so cô so ki nền bát chăng bắp bát tát thô quá phùng mắt thề thì rồ ba lê á quế kha ti. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai thì quý vị thoải mái hơn. Ba ma đằng ấp ba ma đề na da đà nu đất ti ban đi tô bành nhà ba sa đa ma rui ha so cô so ki nình ba chăng bắp ba ta thô qua phùng mắt thề thì rồ ba lê á quế kha ti. Như vậy thì cuối câu số 2 nó là trường âm, thì quý vị có thể ba hơi ha. Còn nếu mà quý vị ngầu quá đọc một hơi bất chợt đứt hơi ráng chịu ha. Quý vị có hơi có sức thì đọc một hơi, còn không thì đọc ba hơi ha. Thì như vậy chúng ta trường âm rõ và đoạn âm thì chúng ta đã phân tích rõ ràng hơn ha. Rồi, như vậy là cái dòng kinh chúng ta thông qua được chưa? Bây giờ qua dòng kệ. Giọng kệ thì ở đây đọc ba hơi, một lần đọc hai câu, một lần đọc hai câu ha, bởi vì hai câu một câu lên một câu xuống nó nương nhau, chứ nếu mà chúng ta đọc từng câu một thì có vẻ nhát gừng, nó không bổ sung ý nghĩa. Mà chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu ha. Ba ma đăng ấp ba ma đề na già đa nu đa tỳ văn đi tù bánh nha ba sa đa ma ri hà a so cô so kỳ ninh ba chẳng bấm ba ta thố qua phun mặt thể hình thì rô ba lê a quế kha tiền.
ba ma đăng ấp ba ma đề na và đa nu ti nu đa ti ban đi tu bản nhà ba sa đa ma ri ha ngà so cô so kỳ nên ba chẳng bấm ba ta thô và phun mạnh thế thì lô ba lê à quê kha tị đọc lần nữa ba ma đăng ấp ba ma đề na và đa nu đa tỳ văn đi tổ bản nhà ba sa đa ma ri hàng a số cô số kỳ nên ba chẳng bấm ba ta thô và phun mạnh thế thì rô ba lê a quên ca tỳ người chỉ dẹp phong dật với hạnh không phóng dật leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu bậc kỹ đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng rồi mời Sít Mê Ta Sít Kim Nhung Sít Tà Men xà thủ xà thủ Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Thầm Ma Dạ Nam Mô Sàng Khà Dạ Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cô Thiện Vũ. Dạ, cô Kim cho biết đã nghe anh rõ. Trước hết còn kính đảnh lễ bán ngôi tam bảo. Dạ, con xin sám hối. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 28. Ba ma đăng ấp ba ma đề na ya đà nu đa ti bành đi tô bành nhà ba sa đa ma ri ha a so cô so ki nình ba chăng bập ba tát thô qua phùm mắt thề thi rô ba lê a quay kha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá đoạn âm ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná giá hai đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú đá tí, ba đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm tô trường âm thông thường. Ba ma đăng ấp ba ma đề na gia đà nu đa ti bành đi tô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Banh trường âm nhấn, nha ba sa là ba trường âm thông thường, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ri trường âm nhấn, há đoạn âm, á đoạn âm, sô cô sô là ba trường âm thông thường, ký trường âm đoạn. Con xin nói lại, ký đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Bành nhà ba sa đa ma ri a so cô so ki ninh ba chăng. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 5 và câu 6 ạ. Bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, phum trường âm nhấn, mát trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, thi rô ba lê. Dạ là bốn trường âm thông thường, á đoạn âm, quét trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm. Con đọc lại câu 5, câu 6. Bắp ba tát thô quá phùm mắt thê thi rô ba lê á quái khá tí.
Dạ, con xin đọc lại hết bài. Ba ma đằng ập ba ma đề na ya đà nụ ra ti bành đi tô bành nhà ba sa đa ma ri ha a sô cô sô ki nình ba chăng bập ba tắc thô qua phùng mắt thề thị rô ba lê a quái kha ti ba ma đằng ập ba ma đề nao gia đà nụ đa ti bành đi tô bành nhà ba sa đa ma ri ha a sô cô sô ki nình ba chăng bập ba tắc thô qua phùm mắt thề thị rô ba lê a quai kha ti. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu. Ba ma đăng ấp ba ma đề na gia đa nu đa ti bành đi tô bành nha ba sa đa ma ri ha a so cô so ki nình ba chẳng bập ba tắt thô qua phum mắt thề thì rô ba lê a quách kha tì. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Còn mấy người, ui, ba bốn người, quá trình nhiều luôn. Sư dữ quá sư, chẳng hạn như người ta thắc mắc, người ta hỏi, con hỏi vậy mà hỏi vậy tốt đúng. Chẳng hạn như người ta thưởng, người ta thấy khoái chí, khoái quá, nhập vỗ tay vỗ chân sư. Còn thôi thì người ta cho bông hoa vậy đó, tùy theo người. Trời ơi, hỏi cái một cái thưởng không thưởng, thôi không nói đi, còn nói cho ăn, cho gì, cho ăn táo lương gì. Ôi, sợ quá, sợ con cung hết trơn hết trọi luôn, chắc đọc không nổi luôn. Những cái bài này đọc có nổi không nữa. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Cô không cần post bài cho tôi đâu, tại vì cái iPhone nó nhiều chữ, nó nhỏ lắm, nhìn mỏi mắt lắm, tôi ít khi nào nhìn lắm. Cũng cảm ơn cô. Và cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ ràng, không có bị trục trặc gì ha. Thôi xin trả bài đi, để sư cho ăn, ăn cháo lương, ăn chè, ăn diệm lung nữa. Ổng ngầu lắm, ổng dữ lắm, không dám chặt đâu ổng nữa đâu. Dạ, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 28. Bà đằng áp pha mà đề na gia đà nu đa ti bành đi tồ thành nhà bà già đa ma rì ha a sô khô sô khi nịnh ba chăng bắp ba tắc thô quá hùm mắt thề thì rồ bà lê a quét kha tí. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti bành đi tô thành nhà bà già đa ma rì ha a sô khô sô khi nịnh ba chăng bắp ba tắc thô quá hùm mắt thề thì rồ bà lê a quét kha tí. Phân con chia bài này ra làm hai, phân tích mỗi lần ba câu cho nó nhanh nó sự. Phân tích câu số 1, số 2, số 3. Câu số 1, bá đoạn âm ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi nào mà con thấy mục rùi là con mê ly luôn, con sẽ nhớ trường âm mục rùi.
Áp trường âm ngắn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu số 2, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú đá tí ba đoạn âm, banh trường âm ngắn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu số 3, banh trường âm ngắn, nha ba sa ba trường âm thông thường, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, vị trường âm ngắn, há đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Ba đằng áp ba mà đề na ya đà nú đi bành đi tô bành nhà bà xà đa mà rì ha á sô khô sô ki nình ba chàng bắp ba tắc thô quá bùm mắc thề thì rô ba lê á quét khá tí. Phân tích câu số 4, á đoạn âm, sô khô sô ba trường âm thông thường, ký đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nghe ký ninh này nhớ tới thuốc ký ninh diệt trừ sốt rét. Sau đây nha, đọc tới bá đoạn âm chăng đừng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 5, bắp trường âm ngắn, bá đoạn âm, tắc trường âm ngắn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, phum trường âm ngắn, mắp trường âm ngắn, thề trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, thi rô ba lê bốn trường âm thông thường, á đoạn âm, quét trường âm ngắn, khá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 4, 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Á sô khô sô ký ninh bá chằng bá tắc thô quá phùm mắc thề thì rô bà lê á quét khá tí. Ba mà đằng áp pha mà đề na ya đà nu đa ti bành đi tô phành nhà bà xà đa mà rì ha a sô khô sô ki nình bá chẳng bắp bá tắc thô quá phùm mắc thề thì rô bà lê á quét khá tí. Bá mà đằng áp pha mà đề na ya đà nu đa ti bành đi tô thành nhà bà xà đa mà rì ha á sô khô sô ki nình bá chăng bắp bá tắc thô quá mắc đề thi rô bà lê á quét khá tí. Bà mà đăng áp ba mà đề na ya đà nu đa ti bành đi tô thành nhà bà xa đa ma ri ha a so kho so ki nen ba chang bap ba tak tho wa bu mak te thi ro ba le a we ka ti ba ma dam ap ba ma de na ya da nu da ti pan di to pan nya ba sa da ma ri ha a so kho so ki nen ba chang bắp ba tắc thô qua bùm mắc thề thì rô ba lê a quê khá tì. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ đau, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu dưới đất. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Coi coi coi, trời đà đà đà, thấy sư cho ba cái bông hoa nghe hướng dương dặn khè nha, tức là bữa nay sư khỏe nha. Nếu mà sư không khỏe sư đọc 6 câu một hơi đâu, ngầu giấy sợ luôn. Đó đó đi, có ai vỗ tay vỗ chân không? Đó, khoái nhất hồng thị dâm chân. Đó, dân dân khà này kỳ này vỗ tay quá chừng lực. Xa thứ, xa thứ, xa thứ, cảm ơn nha. Chắc còn không có cái gì sai, chích chắc đôi sư ha. Vậy là xong ha. Và cảm ơn quý vị đã bông qua, cảm ơn sư đã cho bông qua và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin mời cô Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nha. Bye. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 28. Bàm mà đằng áp bà mà đề na gia đà nu đa ti bàm di tù bàm nhà bà sa đa mà rì a sù cù sù kì nì bà chẳng bắp bà tắc thù bà phùm mắt thề kì rù bà lê a vết khá tì. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba ma đằng ấp ba ma đề na giá đà nú ra ti bằng di tù. Ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma, đề là hai trường âm thông thường, ná, giá là hai đoạn âm, đa, trường âm thông thường, nú, đá, tí, ba đoạn âm, băng, trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Bành ma sa đa ma ri ha su cu su ki nin ba chăng. Ba là trường âm nhấn. Nha là trường nha. Ba sa là ba trường âm thông thường. Đá là đoạn âm. Ma trường âm thông thường. Ri trường âm nhấn. Há á đoạn âm. Su cu sô ba trường âm thông thường, ký đoạn âm, nhưng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 5 và câu 6. Bắp ba tắc thô vá phùm mắt thê chi rô ba lê á bích khá tí. Chữ bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chữ tắc là trường âm nhấn, chữ thô là trường âm thông thường, chữ vá là đoạn âm, chữ phâm là trường âm nhấn, chữ mát là trường âm nhấn, chữ thê, thi, rô, ba, lê là 1, 2, 3, 4, 5, đoạn, 5 trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ vít là trường âm nhấn, chữ khá, tí là hai đoạn âm. Con đọc lại nguyên bài. Ba ma đằng áp ba ma đề na gia đà nu đa ti bành di tù bành nhà sa đa ma ri ha su cu su ki nin ba chăng ba ba tắc thù ba phùm mắt thề thị rù ba lê a vít khá tí. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Dạ con xin hết, xin sư và quý vị sửa chữa bài dùm cho con. Dạ con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 28 ạ. Ta ma đằng a ta ma đề na gia đà nu đa ti pan di tổ pan nhà pa sa đa ma ri ha a so ko so ki nin ta chang mat ta ta tho wa phum mat the thi ro ba le a we ka ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ta ma đằng a ta ma đề na gia đà nu đa ti pan di tổ pan ma âm thông thường, ba là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, á là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, nú đá tí là ba đoạn âm, a là trường âm nhấn, tí là trường đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng, tô là trường âm thông thường, con đọc là ba mà đoạn, a ba mà đê, na cha đà, nú đá tí phà, tí tổ. Con phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Ta là trường âm nhấn, la ba sa là ba đoạn âm, đá là la ba sa là ba trường âm thông thường, đá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, uy là trường âm nhấn, há là đoạn âm, á là đoạn âm, sô ô sô là ba trường âm thông thường, ký là đoạn âm, linh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Pan nha pa sa da ma ri ha a so ko so ki nin pa cha.
con phân tích câu 5 và câu 6 ạ. Tác là trường âm nhấn, má là âm tác là trường âm nhấn, thô là trường âm thô thường, quá là đoạn âm, thô tác là hai trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường ạ. Thi rô ba lê là bốn trường âm thông thường, á là đoạn âm, vách là trường âm nhấn, khá tính là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. A mà đằng a mà đề na cha đà lu đa ti tạng ti tổ tạng nhà pa sa đa ma ri ha a su cô so ki nên ta chàng ta 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 thô ba hồ mắt thê thi rô ba lê a vách khá tí. Thi rô ba lê a vách khá tí. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, mặc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất mà. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Pa ma đang áp, pa ma đê na, pháp ta ta thô qua cùng mặt thề thì rô ca lê a quét khả tì. Dạ con đã đọc phân tích và tại sao ạ, con xin số mất ạ. Con có sai, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 28. Pa ma đằng áp, pa ma đề na gia đà nu đa ti thành đi tô thành nhà pa sa đa ma ri ha a so ko so ki ning pa chang pa ba ta tho wa phum ma the thi ro ba le a we kha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tha đoạn âm, ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên, áp trường âm nhấn, tha đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú đá tí ba đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Pa ma đăng áp, pa ma đề na gia đà nú đá tí thành đi tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Thanh trường âm nhấn, nha, pa, sa, ba trường âm thông thường, đá, đoạn âm, ma, trường âm thông thường, ri, trường âm nhấn, há, đoạn âm, á, đoạn âm, sô, cô, sô, ba trường âm thông thường, ký, đoạn âm, ninh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá, đoạn âm, chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thành nhà pa sa đa ma ri ha a so ko so ki ning pa chang. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Tháp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, phum mát hai trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, thi rô ba lê bốn trường âm thông thường, á đoạn âm, quách trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, tháp ta tát thô quá phum mát thê thì rô ba lê á quách khá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 28. Tháp ma đăng áp, pa ma đề na gia đà nu đa ti thành đi tô,
thanh nhà pa sa đa ma ri ha a so ko so ki ning pa chang bát bát tát thô quá phụ mắt thê thì rô ba lê á quét khá tị pa ma đăng áp pa ma đề na ya đa nu đa ha thì phánh đi tô thánh nha ba sa đa ma ri ha a so ko so ki ning pa chang pa pa ta tho wa phu ma the thi ro ba le a quét kha ti người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài câu kinh Pháp Cú số 28 ạ. Ba mà đà ấp ba mà đề na gia đà nu đa ti bàn đi tổ bành nhà bà xà đa mà rì ha sổ cổ sổ kinh nình ba chàng bắp ba tát thổ qua phùm mát thề thì rồ bà lề a quái khát tí. Ba mà đằng ấp ba mà đề na gia đà nu đa ti bàn đi tổ bành nhà bà xà đa mà rì ha sổ cổ sổ kinh nình ba chàng bắp ba tát thổ qua phần mắt thề thổ bề a quái khát tí. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích ạ. Bá là đoạn âm, ma là trường âm thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, nú, đá, tí là ba đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ba mà đằng ấp ba mà đề na gia đà nú đa ti bạch banh là ba sa là ba trường âm thông thường, đá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ri là trường âm nhấn, há là đoạn âm, á là đoạn âm, sô cô sô là ba trường âm thông thường, ký là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bản âm chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhà bà xà đa mà rì ha sô cô sô ki nình ba chẳng. Bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phâm mát là hai trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, thi rô ba là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Bắp ba tát thổ quá phẩm mát thề thì rồ bà lệ á quách. Ba mà đằng ấp ba mà đề na gia đà nu đa ti bàn đi tổ bành nhà bà xà đa mà rì ha sổ cổ sổ ki nình ba chẳng bắp ba tát thổ qua phẩm mát thề thì rồ bà lệ a quay khá tí. Bà ma đăng áp bà ma đề na gia đà nu đa ti bàn đi tổ bành nhà ba sa đà ma ri ha so ko so kỳ ninh ba chăng bập ba ta thô hòa phâm ma thế thi rô ba lê a quách kha ti. Bà ma đăng áp bà ma đê na gia đà nu đa ti ban đi tô
Bình nhà ba sa đà ma ri ha so cô so kỳ ninh ba chăng bập ba ta thô hòa phâm ma thế thi rô ba lê à quách kha ti. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không dật, leo đầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư, dạ cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài, dạ kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời Chiếc Hồ Xuân ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 28. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti bần đi tô bần nhà ba xà đa mà ri ha a sô cô sô ki ninh ba chằng bắp ba ta thô quá phùm mắt thề thì rô ba lê a quê ká tí. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti bàn đi tù. Bá là đoạn âm, mà trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mà đề hai trường âm thông thường, ná giá hai đoạn âm, đà trường âm thông thường, nú đá tí ba đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti banh đi tô banh nhà ba sa đa ma ri ha a sô cô sô khi ninh ba chăng. Banh là trường âm nhấn, nhà ba sa ba trường âm thông thường, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ri trường âm nhấn, há, á, hai đoạn âm, sô, cô, sô, ba trường âm thông thường, ký đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bành nhà bà xà đa mà ri ha á sô cô sô ki ninh bát chăng bắp bát tát thô quá phùm mắt thề thì rô ba lê á quê á quê khá tí. Bắp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, tát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, phùm mắt hai trường âm nhấn, thề thì rô ba lê năm trường âm thông thường, á đoạn âm, quét trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, bắp bá tát thô phùm mắt thề thì rô ba lê á quét khá tí. Con xin đọc lại. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti bành đi tô bành nhà bà xà đa mà ri ha a sô cô sô ki ninh ba chằng bắp ba tát thô quá phùm mắt thề thi rô ba lê a quét kha tí. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti bành đi tô bành nhà bà xà đa mà ri ha a sô cô sô ki ninh ba chằng bắp ba tát thô quá phùm mắt thề thi rô ba lê a quét kha tí. Ba mà đằng áp ba mà đề na gia đà nu đa ti bành đi tô bành nhà bà xà đa mà ri ha a sô cô sô ki ninh ba chằng bắp ba tát thô quá phùm mắt thề thi rô ba lê a quê a quách khá tí. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ,
không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, quý sư, quý và quý cô tu nữ và đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú 28. Ma đằng áp pa ma đề na ya đà nư đa ti pan đi tô pan nhà pa sa đa ma ri ha a a so ko so ki nin pa chăng pa pa ta thô quá bùm mắt thì yô ba lê áo vết khá tí. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ba ma đằng áp ba ma đề na ya đà nu đa tí ban đi tô ba chọn âm ma trường âm thông thường đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm áp trường âm nhắn phá đoạn âm ma trường âm thông thường đê trường âm thông thường ná đoạn âm giá đoạn âm đa trường âm thông thường nướng đá tí ba đoạn âm ban trường âm nhấn đí đoạn âm tô trường âm đọc trường âm thông thường pa ma đằng áp pa ma đề na ya đà nu đa tí ban đi tô câu 3 và 4. Ban nhà pa sa đa ma ri ha a so ko so khi nin pa chăng ban trường âm nhẫn nha pa sa ba trường âm thông thường đá đoạn âm ma trường âm thông thường ri trường âm nhẫn há đoạn âm á đoạn âm so cô so ba trường âm thông thường ký đoạn âm nin trường âm đọc theo giọng âm bá đoạn âm chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pan nha pa sa đa ma ri ha a so cô so khi nin ba chăng câu 5 và 6. Bắp bát tát thô quá bùm mát thề rì yô bà lê áo quét khá tí. Bắp trường âm nhấn bá đoạn âm tát. Rồi trường âm nhấn thô trường âm thông thường. Quá đoạn âm bùm mát hai trường âm nhấn thê rì yô bà lê năm trường âm thông thường. Á đoạn âm quét trường âm nhấn khá đoạn âm tí đoạn âm. Con đọc lại hết bài. Pa ma đằng áp pa ma đề na ya đà nu đa ti pan đi tô pan nhà pa sa đa ma ri ha a su ku su khi nin pa chăng pam pa ta thô wa wa bum mát thề ri yô ba lê a vết khát tí. Người trí đẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pa ma đăng âm pa ma đề na ya đà nư đa ti ban đi tô ban nhà pa sa đa ma vi ha a su ku su ki nin pa chăng pam pu tan tu wa pum man thề ri yo ba lê a vên kha ti. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, có sai xin sửa giùm cho con. Con kính mời cô Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư trí đức, pháp trang sư tuệ đức, quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiên Vũ Thanh Hoàng đã cho biết tính hình thành rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 28. Pa ma đằng ấp pa ma đề na ya đà nu đa ti pan đi tô pan nhà pa sa đa ma ri ha a so ko so ki nin pa chăng pa pa ta tho wa phum mat the thi ro ba le a wek khat ti. Pa ma đằng ấp pa ma đề na ya đà nu đa ti pan đi tô tăng nhà ta sa đa ma ri ha a so ko so ki nin pa chăng pa pa ta tho wa phum mat the thi ro ba le a wek kha ti. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Pa ma đằng ấp pa ma đề na ya đà nu đa ti pan đi tô. Pa là
đoạn âm, A là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp là trường âm nhấn, tá đoạn âm, ma, đê, hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú, đá, tí, ba đoạn âm, phan, trường âm nhấn, bí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Pa ma đằng ấp pa ma đề na ya đà nu đá tí phàm đi tô. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tanh nhà ta sa đá ma ri ha a sô cô sô ki ninh pa chăng. Tanh là trường âm nhấn. Nha ta sa ba trường âm thông thường. Đá đoạn âm. Ma trường âm thông thường. Ri trường âm nhấn. Há đoạn âm. Á đoạn âm. Sô cô sô ba trường âm thông thường. Ký đoạn âm. Ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm. Chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tanh nhà ta sa đa ma ri ha a sô cô sô ký ninh ta chăng. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Bắp bắp tắt ổ quá phùm mắt thề thì rô ba lê á quét khắp tí. Tắt là trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Tắt trường âm nhấn. Thô trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Phùm mắt hai trường âm nhấn. Thê trường âm thông thường. Thi rô ba lê bốn trường âm thông thường. Á đoạn âm. Quét trường âm nhấn. Khá tí hai đoạn âm. Bát 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 thô quá cùm mát thê thi rô ba lê á quét khá tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 28. Pa ma đằng ấp pa ma đề na ya đà nu đá tí tàn đi tô pan nha pa sa đá ma ri ha a sô cô sô ki ninh pa chăng. Tắt 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 thô quá cùm mát thê thi rô ba lê á quét khá tí. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật. Leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ta ma đăng ấp, ta ma đề na. Già đa nu đá, vì tan đi tổ. Tánh nhà ta xa đà ma ri hà a sô cô sô kỳ ninh pa chăng. Tập ba tập thô và phùm mát thế thì ô ba lê a quanh thi. Dạ con đã đọc và phân tích và cả kể xong, có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ, xin nhường vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 28 ngày hôm nay ạ. Ba ma đằng ấp ba ma đề na ya đà nu đá ti bành đi tô bành nhà ba sa đa ma ri ha a sô cô sô ki ninh ba chăng. Ba tát thô quá phùm mát thê thi rô ba lê a quét khá tí. Ba ma đằng ấp ba ma đề na ya đà nu đá ti bành đi tô bành nhà ba sa đa ma ri ha a sô cô sô ki ninh ba chăng. Bắp bắp bá tát thô quá phùm mát thê thì rô ba lê á quét khá tí. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma, đê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, giá là đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú, đá, tí là ba đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ba mà đằng ấp ba mà đề na ya đà nu đá ti banh đi tô. Dạ, câu số 3 và câu số 4.
bành nhà bà xà đa mà rì há sô cô sô ký ninh bát chăng. Bành là trường âm nhấn, nha ba xa là ba trường âm thông thường, đá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ri là trường âm nhấn, há là đoạn âm, á là đoạn âm, sô cô sô là ba trường âm thông thường là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bành nhà bà xà đa mà rì ha sô cô sô ký ninh bát chăng. Và câu số 5 và câu số 6. Bắp bát tát thô quá phùm mát thề thì rô bà lệ á quét khá tí. Bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phum là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, thi, rô, ba, lê là bốn trường âm thông thường, á là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, khá, tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại. Ba mà đằng ấp ba mà đề na gia đà nu đa ti bành đi tổ bành nhà bà xà đa mà rì ha á sô cô sô ki nin bát chăng bắp ba tát thô quá phùm mát thề thì rô ba lê á quét khá tí. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ ạ. Ba ma đăng áp ba ma đề na ya đa nu đa ti ban đi tô ban nha ba sa đa ma ri ha so ko so ki ning ba chang bap ba ta tho wa phu ma the thi ru ba le a wek kha ti ba ma đăng áp ba ma đề na ya đa nu đa ti ban đi tô ban nha ba sa đa ma ri ha so ko so ki ning ba chăng bap ba ta tho wa phu ma the thi ru ba le a wek kha ti. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, con xin cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Đức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức. Kính chào quý sư cô Tôn Nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài câu pháp cú năm số 28. Amadang appama de nayada nudati pandito panya pasa dhammari ha aso koso kining pachang papatato wapamate thiro bale avekhati. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Mà đằng áp tâm mà đề na dạ đà nút đã ti pan đi tô. Tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, nú đá tí là ba đoạn âm, phan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Pa ma đằng áp pa ma đề na yát đà nút đã ti phàn đi tô. Thì con xin phân kết tích câu số 2, bao 3 và câu số 4. Phàn nhà pa sa đạ ma ri ha a so ko so ki ninh pa chăng. Phàn là trường âm nhấn. Nhà pa sa là ba trường âm thông thường. Đá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ví là trường âm nhấn, há là đoạn âm, á là đoạn âm, sô cô sô là ba trường âm thông thường, ký là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Phá là đoạn âm, trăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Panya pasa dhammari ha aso koso kinin pa trăng. Con xin phân tích câu số 5 và câu số 6. Pabata to wapamate thiro bale aweti. Pab là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phum là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, lê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Pháp bát tát thô quát bâm mát thê thi rô bà lê á quét khá tí. Con xin đọc lại từ đầu. Pháp mà đăng áp pháp mà đề nã yá đà nú đá tí phàn đi tô. Phàn nhà pa sa đá ma ri hắc á sô cô sô kí ninh phát trăng. Pháp bát tát thô quát bâm mát thê thi rô bà lê á quét khá tí. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Pamadang ap pamadena yadanudati pandito panyapasada mariha asokoso kining pajang Pabatato wa pumate thi ro ba le awekati. Pamadang ap pamadena ya danudati pandito. Panyapasaha damariha asoko soki ning pajang. Pabatato wa pumate thi ro ba le awekati. Dạ con xin hết. Nếu con có sai xin mời sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài, con xin cúi. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tha Giá. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thầy, kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài kinh Pháp Cú số 28. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, thì... Ba mà đăng áp ba mẹ là nụ đất tiếp ba trường âm đăng trường ba hai trường âm thông thường na đoạn giá đoạn âm đa trường âm thông thường nú đá tí ba đoạn âm banh trường âm nhấn đí đoạn âm tô trường âm thông thường ba màn áp ba màn ngay gia đàn bằng ba và bốn ban trường âm nhấn nha ba sa âm thông thường đá đoạn âm ma trường âm thông thường rí đoạn âm há a xin lỗi rí trường âm nhấn há đoạn âm á trường âm á đoạn âm xô cô xô ba trường âm thông thường ký đoạn âm ninh trường âm giọng nguyên âm bá đoạn âm chăng trường âm giọng nguyên âm banh nhà ba sa đá ma rê a xô cô xô ký ninh ba chăng đoạn bắp bá đoạn âm tát trường âm nhấn thô trường âm thường
đoạn phum trường âm nhấn, mát trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, thi rô ba lê trường âm thông thường, á đoạn âm, quét trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, a so co so ki nin ba chang ba 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 ta thô mát thê ti rô ba lê a quét khá tí. Ba ma đăng ba ma đề ngàn văn đi tô văn nhà alo 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 chắc đứt bản âm thanh à. Dạ tự nhiên xin đọc lại, đọc rằng nó nghe không? Dạ nghe lại. Dạ dạ, dạ tự nhiên xin đọc lại. Ba ma đăng, dạ tâm hạnh bóp lên giùm mà để nữa. Ba ma đăng áp ba ma đề na ya đà nu đa ti bành đi tô bành nhà ba sa đa ma re a sắc a so cô so ki niệm ba chăng tô qua phẩm mắt tê thi rô quét tí người phóng vật với hạnh không phóng vật leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu vật trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Dạ phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh. Dạ bây giờ tín hiệu của Hạnh Dung. Dạ kính mời Hạnh Dung. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ con trước hết kính đảnh lễ Đại Đức, kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Phát Trang, kính đảnh lễ Sư Tội Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Giờ con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin phép đọc câu Pháp Cú Kinh số 28. Pa ma đăng áp pa ma đề na ya đà nu đa ti phan đi tô phan nhà pa sa đa ma ru hi a so cô so ki ninh pa chăng pa pa ta thô qua phum mát thê thi rô ba lê a quét khá tí. Giờ con xin phép phân tích câu số 1, số 2. Ba đoạn âm, ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú đá tí ba đoạn âm, phanh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Pa ma đăng áp pa ma đê na ya đà nú đá tí phanh đi tô. Giờ con xin phép phân tích câu số 3 và câu số 4. Panya pa sa da ma ru hi a so ko so ki ning pa chang. Pan trường âm nhấn, nha pa sa ba trường âm thông thường, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ru trường âm nhấn, há đoạn âm, á đoạn âm, so ko so ba trường âm thông thường, ký đoạn âm, ninh trường âm thông, đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giờ con xin phân tích câu số 5 và câu số 6. Pap ba ta thô wa phum mát thê thi rô ba lê a vách khá tí.
Pháp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tắc trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, thun trường âm nhấn, mát trường âm nhấn, thê trường âm thông thường. Thi, rô, ba, lê là bốn trường âm thông thường. Á đoạn âm, quét trường âm nhấn, khá, tí là hai đoạn âm. Pa ma đằng ấp pa ma đề na ya đà nu đa ti phan đi tô phan nhà pa sa đa ma ru hi a so ko so ki ning bát chăng pam ba ta tho wa pum mát thề thi ro ba lê a quét khá tí. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tệ không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phép được kể. Ba ma đăng ấp ba ma đề na ya đa nu đa ti phan đi tô pan nha ba sa đa ma ru hi a so ko so ki ning pa chăng bập ba ta thu và phun mát thề thì rô ba lê a vách ca tì. Dạ con đã phân tích và kể xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Con xin phép xuống mất. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Khai, dạ dạ con kính lãnh lễ ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Con xin trở lại. Ba ma đằng áp ba ma đề na ya đà nu đa ti pan đi tô bành nhã bành nà bà xà đa ma ru ha a so cô so ki ninh ba chăng bắp bắp ba tát thô wa bùm ma thề đi thô thi rô ba lê a quách kha tí. Ba đoạn âm ma trường âm thông thường, đăng trường âm văn đăng đăng trường âm đọc theo dọc nguyên âm áp trường âm nhấn. Bá đoạn âm ma trường âm thông thường, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, nú đá tí ba đoạn âm, bàn trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ba mà trăng áp ba mà đề na gia đà nú bát gia đà nú đa tí bàn đi tô bàn trường âm nhấn, na trường âm thông thường, na ba sa ba trường âm thông thường, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ru trường âm nhấn, há đoạn âm, á đoạn âm, sô cô sô ba trường âm thông thường, ký đoạn âm, ninh trường âm đọc theo dòng nguyên âm, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo dòng nguyên âm, banh na ba sa đa ma ru ha a sô cô sô ký ninh ba trần bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, bum trường âm, bum mát là hai trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, thê thi rô ba bốn trường âm thông thường, ba lê năm trường âm thông thường, á đoạn âm, quách trường âm nhấn, khá đoạn âm, tí đoạn âm, bắp bắp ba ta thô quá bum mát tề thì rô ba lê khá tí. Ba mà đăng áp ba mà đề na yát đà nú đa ti bàn đi tô ba đa mà ru há a sô cô sô ki nịnh ba chăng áp ba tát thô quá bùm ma tề thì rô ba lê a quát khá tí. Ba ma đăng áp ba ma đề na ya đa đa tuan đi tổ ban na ba sa đa ma ru ha
Asoko so kê nin ba chào. Apa ta thô wa. Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam sanh tha giá. Chúng con kính định lễ trước tăng trong đạo tràng. Con kính lễ sư trí đức, con kính định lễ sư pháp trang, con kính định lễ sư tuệ đức và con kính định lễ cô tu nữ tuệ duyên, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng thật nhiều đã cho những từ biết và âm thanh rõ. Bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 28 mình đang học hôm nay. Pama dang apama de nayada nudidati bandito banya ha aso ko so kimin bacang papatato wa fo matteo bale awekati pama dang apama de nayada nudidati bandito Panya basa damari ha so ko so kimin bacang papatato wa from mate tiro bale awekati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Pada bama dan apama Pamadang apamade nayatha nudati bandito. Và câu số 1, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 2, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, nú, đá, tí là ba đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 2 và câu số 3 và câu số 4. Ban nhà ba sa đa ma ri ha a so ko so khi mình bắt chăng. Và câu số 3, ban là trường âm nhấn. Na ba sa là ba trường âm thông thường, đá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ri là trường âm nhấn, há là đoạn âm. Và câu số 4, á là đoạn âm, so ko so là ba trường âm thông thường, ký là đoạn âm, nim là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 5 và câu số 6. Papatato wa from matte jiro bale awekati. Và câu số 5, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tắt là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phum là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường. Và câu số 6, chi rô ba lê là bốn trường âm thông thường, á là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Và con xin đặt lại sáu câu. Ba ma đằng áp ba ma đề na ya đà nu di đa ti bần di tô bần nhà ba sa đa ma rui ha a so ko so ki min ba chăng ba ba tát thô wa phẩm mắt chê chì rô ba lê a vê ca ti. Dạ con xin kệ câu số 28. Ba ma đăng áp ba ma đê na ya đăng ya chì bánh đi tô
Banya basa da mariha asokoso inda bacang bambatato wa fumatte tiro bale aweng kati Bamadam bamadena ya danuda di bandito banya basa da mariha asukoso ingin baca bambatato wapumatte tirobale aweng khati. Người trí dẹp phóng vật, với hành không phóng vật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó là bản người chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lời dùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ thì xin mời bàn tay của Ô Quang Thanh ạ. Nam mô Bích Tha giá kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính lễ sư cụ Pháp Trang và đại đức Đại Đức, và kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Huệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin chào bài câu pháp cú 28. Ba ma đằng áp ba ma đề na ya đà nu đa ti bàn đi tổ bành nhà bà sa đa ma rúc ha a sô cô sô ki nàng ba chẳng bap bap tat tho wa phum mat the thi ro ba le a wet kha ti ba ma đằng ba ma đằng áp ba ma đề na ya đà nu đa ti ba đi tổ bành nhà ba sa rúc ha a so so ki nàng so ki na chẳng bát bát tát thổ qua phù mát thề thì rô bà lê a quét kha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba ma đằng áp ba ma đề na ya đà nu đa ti bàn đi tổ. Bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ma đê là hai trường âm thông thường, ná là ná rá là hai đoạn âm, đa là trường âm thông thường, nú đá tí là ba đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu và câu số 3. Banh nhà bà xà đa mà rúc ha số cô banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông, nha ba sa ba trường âm thông thường, đá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường nhấn, há á là hai đoạn âm, sô cô sô sô cô sô là ba trường âm thông thường, ký là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 5 và câu số 6. Bác ba tát thổ qua phùng mát thề thì rồ bà lê a quét kha ti. Báp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phum là trường âm, phum là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, rô thi rô
Thi rô là hai trường âm thông thường. Ba lê là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, quét là trường âm, nhấn, khá, tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại toàn bài. Ba mà đằng áp ba mà đề na ya đà nu đa ti bàn đi tổ bành nhà bà xà đa mà rúc ha ác sô cô sô ki nình ba chẳng bắp ba bát thổ qua phùng mát thề thì rô bà lê a quét kha ti. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Của Hòa Thượng Mích Tạ, con xin kệ. Ba đăng áp ba ma đê na già đa nu đa ti ban đi tô bành nha ba sa đa ma rốc nga a sô cô sô ki ninh ba chăng bạp ba tát thô quá phum mát thê thì rô ba lê a quét ca ti. Dạ con đã đọc và kệ xong, phân tích xong, con có sai không? Ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin chứng mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đại Đức Phật Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Hôm nay câu Phật ngôn này hơi dài ha, nhưng mà quý vị thể hiện rất là tốt. Sĩ Quang Thanh bị phân tâm ở nơi chỗ cô Quang Thanh, nó hơi ồn, cho nên cô Quang Thanh coi như là bị phân tâm ha. Sĩ Quang Thanh thấy rằng bị phân tâm chỗ nào? Alo, cái câu số 3. Bành nhà bà sa đá mà rùi há, đây là một trường âm nhấn chữ rùi ha. Bành nhà ba sa đa ma rùi ha. Ở chỗ chữ rùi này thì Sĩ Quang Thanh bị phân tâm và bị vấp chỗ này. Sĩ Quang Thanh chú ý ha, cố gắng đi, bởi vì vô trẻ không nghe đọc từ đầu, chính vì vậy mà ở xung quanh là ồn ào. Chính vì vậy mà coi như bị phân tâm. Tuy nhiên quý vị rất là tuyệt vời, vị nào đọc cũng hay hết là rất là quan hệ. Rồi bây giờ chúng ta đọc xong, bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn này qua tự vấn. Bởi vì khi chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó như thế nào. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Ba ma đằng ấp ba ma đề na, câu đầu tiên. Ba ma đằng ấp ba ma đề na, câu đầu tiên này. Quý vị thấy hai câu Phật ngôn thấy khác nhau ha, nhưng mà từ từ chúng ta tới chỗ nào chúng ta giải quyết chỗ đó. Chữ ba ma đăng do cái từ ba ma đa. Ba ma đa là một danh từ nam tính, akran sa pum linh ga. Ba ma đa ở đây được chia theo đổi cách số ít đô tỳ gia vì phát thế e câu vách trần á, cho nên ba ma đa biến thành ba ma đăng. Ba ma đăng là sự sao lãng, sự phóng dật, sự buông lung. Ba ma đằng, sự sao lãng, sự phóng dật, sự lùng.
Rồi ấp ba ma đề na, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ấp ở phía trước, á có nghĩa là không, ba ma đằng là sao lãng phóng dật buông lung, nhưng mà có chữ ấp ở phía trước có nghĩa là không phóng dật, không sao lãng, không buông lung. Rồi câu số 2, Gia đà nu đa tị bần đi tù, Gia đà nu đa tị bần đi tù. Chữ Gia đà đây là một trạng từ quan hệ, trong khi, lúc nào, trong khi, lúc nào. Rồi cụm từ số ít, nu đa tí, đa tí có nghĩa là đẩy lùi, xua đi, đẩy lùi, xua đi. Rồi từ thứ ba là bandito, bandito do cái từ bandita. Bandita là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Bandita được đứng làm chủ từ số ít và Thamma Ekavachana Vipatti, cho nên Bandita biến thành Bandito. Bandito là bậc hiền trí. Rồi tiếp tục Panya Basa Damari ha, nó một cái chùm một cái cụm, một cái nhóm từ ha. Bây giờ chúng ta phải cắt ra để tìm hiểu từng từ một. Chữ Panya đây là một danh từ trung tính, Kalantana Pumsakalinga. Panya có nghĩa là trí tuệ, văn nhà là trí tuệ. Ba sa đá, ba sa đá, nó là một danh từ nam tính, á kalan sa phum linh gá. Ba sa đá có nghĩa là tầng lầu cao hay là tòa lâu đài. Ba sa đá là tòa lâu đài. Rồi Ariha ở đây nó biến thành đối cách ha, ba sa đá biến thành ba sa đằng, rồi cộng với Ariha. Ariha có nghĩa là trưởng thành hay là leo lên. Đây là một động từ bất biến ha, Ariha. Có nghĩa là sau khi leo lên, sau khi trèo lên, sau khi trèo lên, trèo lên đâu, trèo lên tòa lâu đài. Nhưng mà ai trèo lên cái tòa lâu đài đó là bậc thiền trí hoặc là người có trí. Người có trí trèo lên tòa lâu đài ha. Rồi tiếp theo là câu số 4, Asoko đâu là Asoko Sokinin Bachan. Câu này có 3 từ, Asoko Sokinin Bachan. Chữ Asoko do cái từ Asoka. Asoka chúng ta biết rằng sau 218 năm một vị vua cũng có tên là Asoka. Thì cái từ Asoka nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga, nhưng đứng làm chủ từ
À, cho nên Asoka biến Asoka Asoko Bà Tham Á nghe có quá chân áo bị phát tí. Asoko là người không còn sầu muộn, bởi vì chỉ Soka có nghĩa là sầu muộn, mà có chữ Á ở phía trước có nghĩa là không. Và chúng ta dịch là A dục ha, A dục nghe nó kỳ cục ha. Asoko, Asoka mình không sầu muộn, dịch là A dục. Và vua A dục thì rất là nổi tiếng ha. Chữ Banya Ba Sa Đáp Ma Đáp Ma Ri Ha xong rồi. Banya là trí tuệ, Ba Sa đó là Ba Sa Đăng, đó là tòa lâu đài. Ri Ha là trèo lên. Rồi bây giờ tới cái câu số 4, Asoko là không sầu muộn. Rồi chữ Sokinin, Sokinin do cái từ Sokini. Sokini nó là một danh tính từ, nữ tính ha. Nhưng mà ở đây nó được chia theo đối cách số nhiều. Dutiya vì phát tiết và hữu quá trình ha, cho nên so kín ni biến thành so kín ninh. So kín ninh là đám người bị sầu muộn, đám người bị sầu muộn. Rồi chữ bát chân, bát chân là do cái từ bát cha, nó là một danh từ nữ tính, akaran thilinga. Và bát cha ở đây được chia theo đối các số ít, dutiya vì phát thi ca quá trình ha, cho nên bát cha biến thành bát chân. Bát chân là người. Alo, xin chào Quỳnh. Banya ba sa đáp ma ri ha. Muốn hiểu ý nghĩa của chữ này ha, tức là bậc trí trèo lên tòa lâu đài. Alo, quý vị còn nghe không? Thấy màn hình bị đứng rồi, im ru. Trời ơi, trời ơi, trời đất cái gì đây không biết nữa. Qua câu số 4, gõ hết rồi hả? Gõ hết rồi thì thôi. Giờ tới câu số 5, chạy đâu mất tiền rồi. Màn hình bị đứng khổ đế rồi. Rồi, bắp bát át thô quá. Phu mắt thề, đúng rồi, giữa phu mắt thề chúng ta thấy trong bài là phu mắt thề. Chữ phu mắt thề và chữ phu mắt thề. Rồi, tới đâu giải quyết tới đó. Bắp bát tát thô, chữ bắp bát tát thô do từ bắp bát tá. Bắp bát tá đó là một danh từ nam tính, á con ranh tá phun linh ga. Bắp bát tá có nghĩa là núi. Bapata có nghĩa là núi. Và núi này có chữ chỉ căn ngữ tha nó đi theo sau. Cho nên Bapata thù thì căn ngữ tha này có nghĩa là đứng. Có nghĩa là đứng. Bapata thù ở đây thay vì Bapatattha, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ. Bà Tham Á ngày câu quá chân nó bị phát tí, cho nên nó biến thành Bapatattho, núi mà đứng, cái gì đứng, tức là người đứng ở ngọn núi, người đứng ở trên núi Bapatattho. Bởi vì có chữ quá ở phía sau, tức là ý quá, giống như người đứng trên ngọn núi. Quá bắp bát thù
ví như người đứng trên ngọn núi ha. Ví như người đứng trên ngọn núi. Rồi bây giờ quý vị chỉnh sửa dùm cái chỗ này. Phu mắt thề chứ không phải là phum ha. À, trong bài chúng ta học là phum mắt thề, nhưng mà đây nó là phu mắt thề. Tại sao phu? Bởi vì do cái từ phu má. Phu má đó là một danh từ nam tính. Á và răng tóc phum linh ga. Phu má có nghĩa là mặt đất. À, phu má trong cái phu mỏ ha. À, phu má là mặt đất ha, chứ không phải là phum ha. Rồi chữ attha, atthe phía sau, tức là do cái căn ngữ tha, do căn ngữ tha. Mà căn ngữ tha này có nghĩa là đứng. À, động từ của nó là tích thạch tí á. Vậy thì phu mắt thề, phu mắt thề đứng trên mặt đất. Phu mắt thề là đứng trên mặt đất. Bắp bát tác thô là đứng trên núi. À, đứng trên mặt đất. Quý vị sửa dùm trong bài ha. Chữ phum mắt thề nó biến thành phu mắt thề ha. À, bởi vì khi mà chúng ta đi vào từ vựng thì chúng ta hiểu ý nghĩa từng từ. Và khi hiểu ý nghĩa từng từ thì chúng ta phải chỉnh sửa làm sao để cho nó được ổn một chút. Rồi, câu cuối cùng. Thi rô ba lê á quét khá tí. Chữ thi rô do cái từ thi ra. Thi ra là một danh từ nam tính. A có răng ta phung linh gá. Và thi ra được đứng làm chủ từ số ít. Và tham an e ca quá chân la quỳ phát tí. Cho nên thi ra biến thành thi rô. Thi rô là bậc trí. Chữ thi rô, chữ banh đi tô, chữ banh nhà. Những cái từ mà tượng trưng cho những bậc trí, những bậc hiền trí, những bậc thiện trí, những bậc trí tuệ. À, thì chữ thi rô này cũng nằm trong đó. Rồi từ thứ hai, ba lê. Ba lê không phải là pháp nè. Ba lê do cái từ ba lá. Ba lá là nó là một danh từ nam tính. Akranvapumlinga. Và ba lá ở đây được chia theo đối các số nhiều. Tức là đối tỷ giao với phát thi bảo hữu quá trình á. Cho nên ba lá biến thành ba lê. Ba lê là những người ngu si, những người thiểu trí. Những người giờ đào tràng hoan hỷ chờ trong giây tát á, nét của thư bị rớt rồi, không biết hết pin hay cúp điện gì rồi quý vị ơi. Dạ quý vị có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ cảm ơn đào tràng. Dạ Nhật Bình thấy ngài rớt một cái bịch luôn rồi, nên là không biết lý do gì luôn rồi. Dạ cảm ơn đào tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bây giờ làm sao đây? Không biết đâu mau ngài trở lại đạo tràng. Có vị nào muốn tâm mít không? Vị nào muốn tâm mít thì Nhật Quỳnh nhường mít cho quý vị cầm chờ ngài vào à.
Dạ không. Thầy Nhật Quỳnh. Dạ chào hả chị. Dạ thầy Nhật Quỳnh coi vị nào mới vào, Nhật Quỳnh chào để đạo tràng không có bị tưởng rằng đứng rằng máy mình hư. Thina ơi, mình chào Su Kha, anh Đức Kha nè, mình chào cô Biển Quy Nhơn nè, mình chào Giang Nhật Hà nè, kính chào chị Hai Thi nè, kính chào xa xứ, kính chào các bụi 1955. Còn vị nào mới vào nữa không quý vị? Chiếc lá mùa xuân. Nhà hình nãy Thina bị kêu khách cam của vị nào ám ảnh đó, không biết Thina có đọc bài chưa Thina? Dịch bệnh mạng không an toàn hả? Mạnh không an toàn hả? Dạ không sao đâu. Dạ dạ rồi hả? Ồ dạ. Nhật Quỳnh xin thưa với đạo tràng là nếu mà có vị nào mà Đức chưa đọc bài hả? Vì chiều nay rồi. Dạ thích Đà Men đọc bài chưa? Thích Đà Men đã bài chưa? Nhật Quỳnh cũng là người chưa trả bài luôn, nhưng mà bây giờ không biết là bao lâu ngày vào, tại vì còn có 11 phút rồi. Dạ mà còn có 11 phút nữa thôi, mà nếu mà giờ mà lên trả bài đỡ ngày vào thì lại không ăn. Cho Nhật Quỳnh nhìn coi ngày có anh đây được không. Ô, ngày hôm nay rồi quý vị, chờ chút xíu đi quý vị ơi. Dạ, ngày hôm nay rồi, ngày sẽ trở vào. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mic nói chút xíu thôi. Dạ, để cho ngài vào là Nhật Quỳnh dân mic đến ngài để ngài giảng tiếp đó hết. Dạ, để ngài giảng thừa vận. Dạ, đúng, Nhật Quỳnh chưa trở bài, nhưng mà giờ để chờ ngài vào. Dạ, con thấy ngài đã trở vào đạo tràng rồi. Ngài có nghe được âm thanh con không, bên ngài? Nếu ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con một tín hiệu để con dâng mic đến ngài à. Dạ, ngài cho con xin một tín hiệu, ngài nghe được âm thanh con chưa, bạch ngài? Đường nét ngài đã ổn định chưa? Dạ, lúc nãy, dạ con thấy rồi, con kính dâng mic đến ngài. Alo, 123, 123, xin sám hối với đạo tràng. Lên mạng thì mất mạng, lên nét thì mất nét. Rồi bây giờ thì quý vị ổn định rồi ha. 4 năm sau hả? Tăng giá 1, 2, 3 chưa tới mà tới 4 năm sau rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 6 ha. Thi rô là bậc trí, ba lê là những kẻ thiểu trí, và cái động từ áo quế thạch tí. Áo quế thạch tí có nghĩa là nhìn xuống. Nhìn xuống. Như vậy thì qua ý nghĩa câu Phật ngôn 28, vào lúc bậc hiền trí xua đi sự sao lãng bằng sự không sao lãng, và đã leo lên tòa lâu đài trí tuệ, tức là người không còn sầu muộn, nhìn xuống đám người bị sầu muộn, ví như người sáng suốt đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống những người ngu si ở trên mặt đất. Ý nghĩa của Phật ngôn 28. Và trong câu Phật ngôn này thì quý vị sửa lại dùng cái chữ phu mắt thề bằng cái chữ phu mắt thề ha. Alo, quý vị sửa lại dùng ha. Phu mắt thề. Sửa lại thành là phu mắt thề. Khi nãy sư Nhật Quỳnh có đưa lên, có chỉnh sửa rồi, thì quý vị hoan hỷ ha. Chữ phu má. Chữ phu má là mặt đất. Ách thề tức là đứng. Căn ngữ thà. Bây giờ ý nghĩa câu 28 xin lặp lại. Vào lúc bậc hiền trí xua đi sự sao lãng bằng sự không sao lãng, và đã leo lên tòa lâu đài trí tuệ,
là người không còn sầu muộn. Nhìn xuống đám người bị sầu muộn, ví như người sáng suốt đứng ở trên ngọn núi, xuống những người ngu si đứng ở trên mặt đất. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: niệm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não binh ma cuối đèo, cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đám người. Niệm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não binh ma cuối đèo, cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đám người. Rồi Hòa Thượng Minh Châu: người chỉ dẹp phóng dật với hành không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu, nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đắc bằng. Nhìn kẻ ngu đắc bằng chứ không phải như khi nãy Sư Kim hả, là nhìn kẻ ngu dưới đất. Đắc bằng khác mà dưới đất là khác ha. Rồi lật lại: người trí dẹp phóng dật với hành không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu, nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đắc bằng. Rồi bây giờ còn 8 phút nữa, không phải là 8 phút mà còn cả 6 phút. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu duyên sự này như thế này. Cái gì? Duyên sự không nghe, nghe con gà. Khổ thiệt, sao mà không tâm dữ vậy? Câu Phật ngôn 28 Đức Phật Ngài thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Ngài đề cập đến Ngài Maha Kassapa. Quý vị viết thử chữ Maha Kassapa viết như thế nào? Alo alo, Maha Kassapa. Viết đúng rồi. Khi đó khi mà nói về duyên sự 28 này thì chúng ta phải biết cái tên của cái vị đó, mà vị này có đặc điểm gì trong cái hàng tăng lữ đệ tử của Đức Phật. Alo, đúng rồi, Maha Kassapa. Cái vị này có đặc điểm gì? Alo. Vì Ngài Maha Kassapa, Ngài có đặc điểm gì trong hàng tăng lữ? Ngài, đúng rồi, chính xác, Sĩ Thiền Vũ. Ngài là đệ nhất hàng đầu đà, mà Ngài là một trong những vị thượng thủ thinh văn. Tức là những Ngài coi như là 10 trong 10 cái hạng đệ tử ưu việt á, thì Ngài là một. Rồi trong 80 đại đệ tử, Ngài cũng là có danh sách trong đó. Hai vị thượng thủ tinh văn là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Thì Ngài Kassapa này cũng là một vị trưởng lão, mà chúng ta biết rằng Đức Phật xử sự giống như một người bạn, mặc dầu đó là đệ tử. Tức là cái vị này cũng lớn tuổi. Rồi trong hàng chư tăng thì cái vị này cũng là trưởng lão, mà vị này có một cái hành tu, tức là 13 pháp đầu đà. 13 pháp đầu đà là vị này số 1. Vị này số 1. Cho nên rằm tháng giêng, rằm tháng tư, khi mà chúng ta làm lễ thọ đầu đà thì phải tưởng nhớ đến Ngài Kassapa. Ngài là đệ nhất về đầu đà ha. Rồi trong thời gian mà Ngài an cư tại cái đồng Vipphaliguha, Vipphaliguha tức là cái động này, trong một cái hang núi thì có những con heo, những con heo rừng nó đào, nó chuông vô trong hang này nó ở. Thế bây giờ bây giờ
ngài là ở trong cái động đó à, chắc là mấy con heo bỏ đi thì ngài cũng ở trong cái động đó. Một ngày nọ sau khi mà ôm bác vào trong tầng vương xá à, ra chắc ngài đi vô đó để khắc thực, và khắc thực xong thì dùng xong quăng cái đuổi bên trong. Khổ thế, hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi sau khi mà ngài đi khắc thực ở trong thành vương xá xong, dùng bữa xong rồi trở về, thì ngài ngồi ngài thâm thiền, phát huy ra ánh sáng, rồi dùng thiên nhãn để quán xét coi những cái loại chúng sanh hữu tình ở khắp các nơi, như là trên mặt đất này, trên núi này, ở dưới nước, thì coi cái lớp nào tử, lớp nào sinh, lớp nào tinh tần à, tinh tấn, lớp nào là phóng dật à, suy nghĩ coi cái hành nghiệp của chúng sanh như thế nào. Khi mà đang quan sát như vậy thì Đức Bổn Sư ngự tại chùa Kỳ Viên à, khởi lên tiếng muốn biết rằng Kassapa con trai của Như Lai hiện đang ở đâu. Và khi ngài dùng cái thiên nhãn nhìn thấy à, tức là thấy ngài Kassapa đang quan sát cái sự sanh tử của các loài hữu tình. Khi biết như vậy thì Đức Bổn Sư mới thể hiện như ở trước mặt của ngài Kassapa và nói rằng sự chết đi sống lại của chúng sanh dầu lấy cái trí tuệ mà ước lượng cũng không có thể thấu đáo một cách tỏ tường được à, ông không thể biết làm sao mà tìm ra manh mối của những cái chúng sanh nhập vào thai bào trong bụng mẹ à, à, này Kassapa, cái việc ấy quá cái tầm nhận thức của ông, vì phạm vi sự nhận thức của ông còn kém eo hẹp. Sự thấy biết chúng sanh đang chết đi và sanh lại thuộc về quyền hạn của chư Phật. Và nói như vậy thì Đức Phật ngài phóng hồ quang hiện ra để cho ngài Kassapa thấy như là ngài đang ngồi trước mặt ngài, và ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 28 này. Câu Phật ngôn 28 đâu mất tiêu rồi à, rồi không ai đưa lên thì thôi. Ba mang ấp ấp ma đề na ya đà nu đa ti ban đi tô ban nhà ba sa đa ma ri ha so ko so ki ning ba chang ba ba ta so wa phu ma thê ti ro ba lê a we kha ti. Với câu Phật ngôn này nói lên người chỉ dẹp phong vật với hạnh không phong vật, leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn cố sầu vật trí. Rồi đưa lên thì nó choáng mất tiêu rồi. Bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu dưới đất à, đất bằng cũng bậc giác khi kiềm đất bằng mà đọc dưới đất. Thì ở đây với câu Phật ngôn này chúng ta biết à, ngài Maha Kassapa là một vị A-la-hán, tức là gánh nặng đã đặt xuống. Nhưng mà đối với Đức Phật Gotama của chúng ta là một vị toàn giác à, cũng chấm dứt sanh tử luân hồi à, cũng là niết bàn coi như hữu dư à, nhưng mà tại sao ngài Kassapa quán về sự sanh tử của chúng sanh à, trong cảnh giới này cảnh giới kia à, thì Đức Phật đã bảo rằng với cái trí của một vị A-la-hán, một cái vị thánh thì không có thể giống như cái trí của một vị toàn giác à, tại sao? Bởi vì một cái vị A-la-hán trong cái sự tu tập
thì cái trí gọi là trí trí tu nè, trí văn thì có, nhưng mà cái trí tư không có. Chỉ có những cái vị toàn giác mới có trí tư. Bởi vì sao? Samma Sambuddho, tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Với trí tư của các vị toàn giác à, cho nên coi như đạt đến một cái trình độ cao hơn. Bởi vì các ngài tròn đủ 30 pháp ba la mật. Còn các vị thinh văn này chỉ có 10 pháp ba la mật mà thôi à, các vị A-la-hán chỉ có 10 pháp ba la mật. Các vị độc giác Phật cũng có trí tư à, nhưng mà 20 pháp ba la mật. Còn Đức Phật toàn giác cũng có trí tư nhưng mà tới 30 pháp ba la mật. Cho nên 10 pháp ba la mật không thể so sánh à, với cái trí của một bậc toàn giác. Cho nên có 4 điều bất khả tư nghị là Phật quốc bất khả tư nghị. Mà Phật quốc ở đây là nói về cái lãnh địa trí tuệ của vị toàn giác thì bất khả tư nghị. Cho nên những cái thinh văn, những cái vị A-la-hán à, thinh văn hoặc là độc giác à, độc giác thì trong cái thời kỳ toàn giác không có, thì nói những cái vị thinh văn giác không thể nghĩ về cái trí của một cái vị toàn giác về trí tư. Cho nên suy nghĩ thì Đức Phật ngày cản à, suy nghĩ không có ra đâu à, bởi vì càng suy nghĩ càng nhức đầu thêm thôi à, cho nên có những cái điều bất khả tư nghị là 30 cái thông lệ và 4 điều bất khả tư nghị. Một là Phật quốc à, tức là cái lãnh địa về trí tuệ của Phật toàn giác, đó cũng là một cái điều bất khả tư nghị à, điều thứ hai là cái gì, điều thứ ba là cái gì, điều thứ tư là cái gì à, 4 điều bất khả tư nghị mà quý vị đã học rồi. Thì trí tuệ của Đức Phật toàn giác chúng ta không thể nghĩ bàn, gọi là bất khả tư nghị. Một ha. Vấn đề thứ hai gợi ý thiền định cũng là một cái điều bất khả tư nghị. Rồi điều thứ ba là cái gì? Alo alo. Điều thứ ba nữa. Không, điều thứ hai nghiệp quá cũng là một cái điều bất khả tư nghị. Thứ ba hay quá, hay quá. Xích Nhung mới lại Xích Hà sao giỏi quá trời quá đất vậy nè. Còn một cái nữa là cái gì là bất khả tư nghị? À, vũ trụ quang, chữ quang này không có rê. Quên gian nhạc ơi, chữ quang này không có rê. Mà quang rê là hào quang, là ánh sáng. Rồi, vũ trụ quang suy nghĩ là nhức đầu. À, thiền định suy nghĩ cũng là nhức đầu. Nghiệp cũng là suy nghĩ nhức đầu. Cho nên khi mà vô room này nói về thiền là ngài Liễu Tông ngài bác. Thôi, học đi. Học à, khi nào à, cho thông suốt rồi cái đó tự mình hành. Thì cái đó mới vô thiền, tự mình ăn mình mới biết no. Chứ mình ăn mà bảo người khác no dùm thì xin lỗi. Cho nên nói về thiền cũng là một cái vấn đề bất khả tư nghị. Chúng ta không thể dùng lời nói để diễn tả việc làm. À, rồi sa tu à, ở đây đẩy của câu Phật ngôn này là ngài Kassapa ngài suy nghĩ là về cái sự sanh tử của chúng sanh, nhưng mà với 10 pháp ba la mật thì làm sao bằng 30 pháp ba la mật à, cho nên với 30 pháp ba la mật đó là một vị toàn giác thì ngài có trí tư. Còn 10 pháp ba la mật thì chỉ có trí văn và trí tu mà thôi ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Và hôm nay cũng hối hận cái đường truyền nó dỗn quá, té lên rớt xuống làm mất thời gian của quý vị. À, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.
Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêng qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha qua tê na so thi vô hô tụ sa phà đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt-thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.